ngày mưa ẩm vừa rồi thì chắc hẳn đã gây ra nhiều bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt của chúng ta đúng không ạ? Tường nhà, nền nhà thì ẩm ướt, quần áo thì lâu khô. Tin vui là từ nay cho đến cuối tuần sau thì người dân miền Bắc sẽ được tận hưởng tiết trời tạnh giáo và có nắng rồi ạ. Trời cũng sẽ ấm lên thấy rõ. Quý vị hãy tranh thủ những ngày nắng để giặt giũ này, phơi phóng quần áo, chăn màn, lau dọn nhà cửa, đảm bảo cho không gian sống của chúng ta được sạch sẽ và thoáng mát hơn nhé.